Có cá rồng các bạn ạ. Các bạn nhìn này. Ơi, mình nhìn răng nó kiểu mình kìa. Nhìn quả răng của nó Chả này. cắn tay mình cái ra. Đấy, nhìn răng nó thấy chưa? Sợ Thấy ghê chưa? chưa? Ôi, con cá rồng ơi. Đấy, nhìn hàm răng nó chưa? Con này là con cán thịt nên có hàm răng như này đây. Mình lôi hết ra các bạn xem nhé. Wow, nó dài chưa này? Đầu chụp đầu mi. Ui, con cá rồng dài Nhìn chưa? nhìn này. Hai, xin chào các bạn. Hôm nay ở dưới tàu nhà mình ấy vừa gửi một ít đồ từ dưới biển và lên, thì vừa đi ra này lấy một cái túi như này đây, mà không biết là trong túi này là cái gì đây. Bây giờ hãy thử xem là xem trong túi này là cái gì nhá. Mình cũng chưa biết được. Cái đồ này đi biển bắt được gửi gửi về nhà ăn mà. Còn lại một số thì bán ở ngoài đấy rồi. Còn lại một số thì gửi về nhà ăn. Bây giờ thì thử xem là mở xem trong cái túi ra có cái gì nhá. Mình nghĩ là chắc tao món ngon thôi vì đồ biển tao đồ ngon thôi mà. Mở ra xem nhá. Mở nó nhẹ cho mình xem nó bò luôn. Nó bò lùng ngà lùng ngồm nhá. Mình rất đeo bảo không đi xem con ghẹ bò nào. Sao cái này buộc chắc thế? Mình sắp đem nhá. Đây rồi. Đây thì đây là các món trong túi đây. Ui, đây là có một túi ghẹ các bạn ạ. Túi ghẹ, xem túi ghẹ nhá. Cái chậu nhá. Lấy cái chậu đây. Đây mình sẽ đổ ra cái chậu này nhá. Đây các bạn này. Đây toàn những con ghẹ này thôi. Con này là chưa to đâu. Nhiều con còn to hơn cơ. Đấy, mấy con này nhỏ nhỏ thôi. Xem nào. Ồ, thêm một con tôm to nữa các bạn ạ. Con gì đây mi? Ô, rơi rồi. Con tôm rồi. Con ngồi xuống con nghịch dẹ, con nghịch đi. Toàn có ghẹ tầm tầm này thôi, nhưng mà lại ghẹ nhỏ nhỏ nhưng mà béo lắm. Để mình kiểm tra nào. Ui rồi, sờ vào những cái mai này các bạn này. Này. Khi mà cái kinh nghiệm chọn ghẹ các bạn, khi mà các bạn chọn ghẹ nhá, thì bạn bấm vào những cái mai, bấm vào cái cạnh này, cái chân này này đấy. Nếu mà bạn thấy mà ấn mà nó lõm xuống ấy, thì là con ghẹ rất là gầy. À, nếu mà ấn vào thấy chắc thì con ghẹ rất là béo. Thì đa số những cái con ghẹ này này, tàu nhà mình gửi Thế xuống về nhà ăn nhà không? ăn thì toàn là ghẹ béo thôi. Thế kia. Vì bình thường như dân biển ở đây thì cái đồ ngon ăn trước. Rồi để mình xem trong túi còn gì nữa nhá. Lại bôi lên mặt. Ui dồi, một con cá to thế. Ui trời ơi, một con cá to thế. Ui cá Ui rồng. dồi ôi. Nó xem tanh nhìn sao nhỉ? Có một con cá rồng các bạn ạ. Các bạn nhìn này. Ơi, mình nhìn răng nó kiểu mi kìa. Nhìn quả răng của nó Chả này. cắn tay mình cái ra. Đấy, nhìn răng nó thấy chưa? Sợ Thấy ghê chưa? chưa? Ôi, con cá rồng ơi. Đấy, nhìn hàm răng nó chưa? Con này là con cán thịt nên có hàm răng như này đây. Mình lôi hết ra các bạn xem nhé. Wow, nó dài chưa này? Ui, đầu chụp đầu mi. Ui, con cá rồng dài Mình chưa? nhìn này răng này, mi này. Vâng, con sờ vào kính lắm, con tưởng nó cắn đấy nhá. Tại sao lại gọi là cá rồng thì các bạn nhìn chắc các bạn đoán được đúng không? Thân hình nó dài như này này. Và có một cái hàm răng nó rất là kinh khủng luôn. Đấy. Và con Chú cá. Nhiên bắt cá nhá. Đấy, có cái mắt cá to như này chưa? Mình sẽ cho bé nhà mình ăn cái mắt cá này. Bạn xem này, con cá rồng này. Đấy. Nó dài như này này. Con đã xem mẹ Con này nào. to lắm, con này phải rơi tầm 3-4 cân đấy. Ý là con này không biết là sẽ nấu món gì đây. Bây giờ quay lại với mấy con ghẹ nhá. À, trong đây còn có con gì nữa không nhỉ? À đây vẫn còn này các bạn ơi. Còn nữa cá đây, túi cá này nữa là chắc là hết rồi, chỗ này chắc là hết rồi, xem cá gì nhá. Xem nào. Ây Thì đây cũng là một con cá rồng con, nó nhỏ này thôi.
Đấy, cái răng nó này nhọn chưa? Đấy, các bạn thấy chưa? Răng nó nhọn này. Này, nó mà cắn một phát thì thôi rồi luôn. Xem cái hàm răng của nó. Với lại một số cái con hai cá rồng các bạn ạ. Ba cá rồng. Một con cá này là cá gì đây nhỉ? Hôm nay mình cũng chả biết là cá gì nữa. Nói chung là cá. Đây con cá này cá gì nhỉ? Đây, cái mồm đó. Nhìn điêu chưa? Mồm mồm nó kiểu mồm cá kiểu như kiểu cười ấy. Cái lưỡi nó to chưa? Chứ nó cá rồng hay sao ấy? Ba cá rồng. Cá rồng là chắc chỉ có làm thì phơi thôi. Cho phơi á? Phơi ngon, cá rồng phơi ngon. Thì mấy con ghẹ này các bạn ạ. Mấy con ghẹ này sẽ làm cái món ghẹ hấp bia. Giờ sẽ cho vào luộc luôn là món ghẹ hấp bia. Ok, bây giờ mình sẽ làm món ghẹ hấp bia. Thì cho thêm hạ cho hai củ sả và cho thơm thôi. Giờ thì ghẹ sau khi đã rửa xong thì cho vào cái nồi này. Cho cái nồi này hơi nhỏ một chút. Cắt mấy cái dây đi nhỉ? Cứ để mấy dây đi. Đó. Cho thêm một tôm này nữa. Đấy thì được một nồi như này đây. Giờ sẽ cho bia vào luộc các bạn. Cái món ghẹ hấp bia này phải nói là tuyệt ngon rồi các bạn. Ok, bây giờ thì sẽ cho cái này lên nồi, lên bếp. Đậy vung lại. Lúc thì cái mùi thơm nó đã dậy lên rất là thơm các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ dùng cái lót tay, lót nồi thần thánh này mình mở ra cho các bạn xem nhé. Đấy, giờ nó chuyển sang màu vàng rồi. Lấy đôi đũa xem nào. Mùi bia dậy thơm lắm. Đây, bắt đầu mấy con ghẹ nó chuyển sang màu vàng rồi các bạn. Đó, màu đỏ. Chính xác là màu đỏ mình bị mù màu đấy. Để một lúc nó chín hẳn đi. Sau khi luộc chín thì tôi có một cái đĩa ghẹ như này các bạn ạ. Đây, nhìn trông màu vàng rất đẹp, bình thường ghẹ hấp bia ăn rất là ngon. Đây đa số toàn là làm toàn là những con ghẹ cái thôi. Toàn là ghẹ cái các bạn ạ. Ghẹ cái cái yếm nó to như này. Đây cái này là chọn ghẹ cái mà mang về nhà ăn đây. Bây giờ sẽ bóc ra ăn nhé. Chính là cái gạch kẹ bên sau cái mai của nó này. Đấy, cái gạch kẹ thì sau khi mình bóc từ cái mai này này. Đấy thì mình sẽ còn vét xung quanh cái này nữa cơ. Đấy, xung quanh cái hai khu vực này ăn ngon lắm, béo lắm. Thì cái phần ngon nhất từ trên cái mai nó cũng chính là cái phần này đây. Đấy, cái gạch ngay sau mai.
mình lên nét cho các bạn xem nhé. Đấy, thế này này thì cũng chấm với tương ớt ăn. Rất là mềm và thơm các bạn ạ, có một vị ngậy ngậy nữa, ngậy ngậy từ chính những cái gạch của nó. Ngon lắm các bạn ạ. Còn cái món cái càng ghẹ này thì nhiều người thích ăn càng ghẹ nhưng mà mình không ăn, không thích ăn cái càng ghẹ lắm. Đây thì cái phần nhìn qua thì có vẻ như cái con ghẹ là cái phần ngon nhất là phần càng, nhưng mà mỗi người một sở thích thôi. Mình thì mình lại thích ăn gạch mới lại đùi cơ. Cái phần càng này thì mình thấy ăn thịt nó có vẻ như nó không được ngọt lắm, nó chỉ hơi sắp sắp một chút. Mà nhiều người rất thích cái càng ghẹ này. Cái món ghẹ này này thì mình thích nhất là ăn 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 cùng với tương ớt. Bây giờ mình sẽ chấm cái đùi ghẹ này với tương ớt các bạn ạ. Mời các bạn nha. Nói rất là ngon các bạn ạ. Ghẹ bia phải nói thực sự tuyệt vời luôn. Vẫn còn cái mùi thơm của bia ở trong thịt ghẹ. Mà thịt ghẹ rất là mềm, nó rất là thơm. Vừa đưa vào miệng cảm giác nó mềm mềm này, ngọt ngọt này, có một hơi một vị cay nhẹ của tương ớt này. Dậy lên một cái vị bia nó sộc lên trên mũi, cảm giác cho miệng ăn thật là tuyệt vời các bạn ạ, ngon lắm. Thì các bạn có dịp thì thử qua cái món ghẹ bia này nhé. Ghẹ bia này ngon lắm. À, thì gần như là con gì cũng có hai đùi bạn ạ. Thì cái con ghẹ này cũng có hai cái đùi này. Thì mình vừa ăn một cái đùi kia rồi. Bây giờ mình tiếp tục mình ăn thêm cái đùi này nữa. Thì con ghẹ thì phần gạch ghẹ cũng là ngon, nhưng mình thích ăn nhất là đùi ghẹ. Và tiếp tục ăn thêm một cái đùi nữa này. Ăn cho đủ bộ không nó lạc đàn mất. Ngon. Ngon tuyệt vời các bạn ạ. Video của mình đến đây kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy thích thì hãy like nhé và comment phía dưới. Và nhớ đăng ký kênh của mình để có thể xem những video tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn.